mời quý vị khán giả theo dõi bản tin thế giới trưa trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai. Vâng thưa quý vị, nhiều nước châu Á đang ở vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán. Đây là dịp lễ quan trọng để mọi người sum hợp, đoàn viên cùng gia đình. Từ nhiều ngày qua, không chỉ ở Trung Quốc, lực lượng giao thông ở nhiều quốc gia đã rơi vào tình trạng chật kín người về quê đón Tết. Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán ở Hàn Quốc, các nhà ga, đường cao tốc, sân bay đều nhộn nhịp người về quê. Ga Seoul chật kín người đang hướng về quê hương. Nhiều người nói Việc học khiến tôi bận rộn vì vậy tôi sẽ trở về nhà và thư giãn cùng gia đình. Tôi muốn đi du lịch cùng gia đình nhưng vì có quá nhiều người di chuyển nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ chỉ ở nhà. Mặc dù có thêm 28 chuyến tàu và thêm 20.000 chỗ ngồi mỗi ngày, nhiều người vẫn không mua được vé. Bộ Giao thông Vận tải nước này dự kiến hơn 28 triệu người sẽ di chuyển trong dịp nghỉ lễ, chiếm hơn một nửa dân số. Ở Trung Quốc, chính phủ nước này kỳ vọng du lịch Tết Nguyên đán sẽ đạt mức cao kỷ lục với 9 tỷ chuyến đi trong 40 ngày lễ. Thống kê cho biết việc di chuyển bằng ô tô cá nhân dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái và chiếm khoảng 80% số chuyến đi. Du lịch bằng đường sắt, máy bay và các hệ thống giao thông công cộng khác dự kiến tăng hơn 10%. Đây là lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc đưa ra dự báo về các chuyến đi bằng xe cá nhân. Việc kiểm phiếu của cuộc tổng tuyển cử ở Pakistan đang được tiến hành. Sự chú ý đang tập trung vào việc liệu đảng cầm quyền do cựu thủ tướng Nawaz Sharif lãnh đạo có giữ được quyền lực hay không. Tuy nhiên, truyền thông địa phương cho biết phe đối lập do một cụ thủ tướng khác là Imran Khan lãnh đạo đang giành được nhiều ghế hơn dự kiến. Ông Khan, một cụ ngôi sao cricket bị cấm tham gia tranh cử và đang ngồi tù vì tham nhũng và các tội danh khác. Nhiều thành viên trong đảng của ông là Pakistan, tehreek E-Insaf hay BTI tranh cử với tư cách độc lập. Trong số 265 ghế trong quốc hội được bầu hôm thứ Năm, đảng BTI giành được 69 ghế, tính cả những cá nhân tranh cử độc lập. Đảng BTI giành được 98 ghế. Kết quả sơ bộ từ Ủy ban Bầu cử cũng cho thấy đảng cầm quyền Liên đoàn Hồi giáo Pakistan Nawaz giành 51 ghế. Các chuyên gia cho rằng các phán quyết chống lại cựu Thủ tướng Khan ngay trước cuộc bầu cử được cho là có động cơ chính trị, và điều đó đã khiến cử tri đồng cảm với các ứng viên được ông hậu thuẫn. Việc kiểm phiếu dự kiến sẽ kết thúc sau vài ngày nữa. Dù kết quả thế nào, chính phủ tiếp theo sẽ phải đối mặt với những thách thức kinh tế kinh niên, bao gồm lạm phát cao và tỷ lệ thất nghiệp cao. Vâng thưa quý vị, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua đã chỉ đạo quân đội nước này lên kế hoạch sơ tán người dân khỏi Rafah. Yêu cầu từ văn phòng của ông cũng lệnh phải đánh bại lực lượng Hamas ở thành phố phía nam Gaza này. Ông Netanyahu hôm thứ năm cho biết lực lượng phòng vệ Israel IDF sẽ sớm tiến vào Rafah, pháo đài cuối cùng của Hamas. Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, văn phòng Thủ tướng Israel nói rằng không thể vừa loại bỏ Hamas vừa để lại bốn tiểu đoàn Hamas ở Rafah. Tuyên bố nêu rõ Rõ ràng là một chiến dịch quy mô lớn ở Rafa đòi hỏi phải sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến sự. Đó là lý do tại sao thủ tướng chỉ đạo IDF và cơ quan quốc phòng trình lên nội các một kế hoạch kép cho cả việc sơ tán dân cư và giải tán các tiểu đoàn Hamas. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 1,3 triệu người Gaza được cho là đang ở Rafa, phần lớn phải di dời từ các khu vực khác đến. Rafa cũng là trung tâm dân cư lớn cuối cùng ở Gaza, không bị lực lượng Israel chiếm đóng. Trước đó, tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố chỉ trích phản ứng quân sự của Israel ở Gaza là quá mức. Phó phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ, Vedan Patel cho biết Mỹ sẽ không hỗ trợ hoạt động quân sự của Israel ở Rafah mà không có kế hoạch nghiêm túc. Viện trợ nhân đạo cho Gaza là vấn đề được cảnh báo liên tục từ nhiều tháng qua. Hôm qua cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine UNRWA cho biết một nửa yêu cầu viện trợ của họ cho Gaza kể từ đầu năm đã bị từ chối. Tổng ủy viên Anh qua là Philip Lazzarini viết trên ít cảnh báo người dân Gaza đang đứng trước nạn đói và Anh qua đã không thể cung cấp viện trợ cho Gaza kể từ ngày 23 tháng 1. Ông cho biết thêm, ít nhất 300.000 người ở phía Bắc Gaza phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chúng tôi để sinh tồn. Chương trình lương thực thế giới của Liên hợp quốc cũng vừa cảnh báo 2,2 triệu người ở Gaza sống trong điều kiện vô nhân đạo và đối mặt với nạn đói, bệnh tật và cái lạnh mùa đông đang làm họ thêm đau khổ. Về tình hình ở phía Nam Gaza, Tổng thống Ai Cập là Abdel Fattah el-Sisi cho biết trong một tuyên bố rằng Ai Cập ngay từ phút đầu đã mở cửa khẩu Rafah mà không có hạn chế nào. Nhưng việc Israel ném bơm 4 lần trong hôm qua tại cửa khẩu bên phía Palestine đã làm hư hại tuyến đường biên giới. Điều này ngăn cản công tác viện trợ. Tuyên bố được đưa ra để đáp lại phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày rằng Tổng thống Ai Cập không muốn mở cổng cho hàng hóa nhân đạo vào Gaza. Vâng thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua cho biết các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đã thành công trong việc làm trung gian cho thỏa thuận trao đổi 100 tù nhân mỗi bên giữa Nga và Ukraine vào ngày 8 tháng 2. Trong bài đăng trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga đã ghi nhận sự hòa giải nhân đạo của UAE. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng xác nhận thông tin và cho biết 100 tù nhân được Nga trao trả. Trong bài đăng trên mạng xã hội ích, ông Zelensky bày tỏ lòng biết ơn, đặc biệt là UAE. Ông viết, Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã giải thoát 3.135 tù nhân Ukraine từ Nga. Tôi biết gần tất cả các nhóm đang làm việc trong lĩnh vực trao đổi tù nhân. Đây là cuộc trao đổi tù nhân thứ hai giữa Nga và Ukraine kể từ khi Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine bắn rơi chiếc máy bay chở 65 tù nhân Ukraine ngày 24 tháng 1. Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022 đến nay, Nga và Ukraine đã nhiều lần trao đổi tù nhân qua trung gian. Cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất diễn ra vào ngày 3 tháng 1, khi có tổng cộng 478 tù nhân được trao đổi, cũng nhờ sự hòa giải của UAE. Theo hãng tin TASS, cuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được hơn 90,1 triệu lượt xem trong hơn 12 giờ sau khi được đăng lên mạng xã hội X. Đã có 674.000 người dùng đã đánh dấu thích trên ấn phẩm, số lượng đăng lại là 216.000. Trong khi đó, số lượt xem cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube của nhà báo Canson đã vượt quá 4,5 triệu lượt. Số lượng bài viết trên mạng xã hội ít nhắc đến nhà lãnh đạo Nga vượt quá 1,4 triệu bài. Theo dữ liệu giám sát Brand Analytics, tên của Tổng thống Putin và nhà báo Canson đã lọt vào nhóm đầu về số lượt đề cập trên mạng xã hội ít. Cuộc phỏng vấn Tổng thống Putin của nhà báo Canson kéo dài 2 giờ 6 phút. Trong thời gian đó, nhà lãnh đạo Nga đã trả lời khoảng 60 câu hỏi. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Putin cho biết Nga không tấn công bất cứ ai mà chỉ đang bảo vệ chính mình, cũng như người dân và tương lai nước Nga. Ông cũng cho biết Nga và Ukraine sẽ sớm đạt được thỏa thuận và mối quan hệ giữa hai nước sẽ được khôi phục ngay khi có thời gian. Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi lãnh đạo Mỹ và châu Âu ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và sẵn sàng thực hiện thỏa thuận Minsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua đã bổ nhiệm Thiếu tướng Antonoli Bahilevich làm tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang của nước này, thay thế cho ông Sethi Saptala. Trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Zelensky mô tả tướng Bahilevich là một người có kinh nghiệm, am hiểu về những nhiệm vụ của cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, cũng như những mục tiêu của Ukraine. Tổng thống Zelensky nói rằng quyết định bổ nhiệm trên được đưa ra theo khuyến nghị của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Thượng tướng Oleksandr Siki, người được bổ nhiệm hôm 8 tháng 2 vừa qua. Và ngày hôm qua thì đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi Tổng thống Hungary là Katalin Novak từ chức sau vụ bê bối đối với chính phủ dân tộc chủ nghĩa lâu năm. Bà Katalin Novak, nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hungary, đã gây phẫn nộ sau khi có thông tin tiết lộ rằng bà đã ban hành lệnh ân xá vào tháng 4 năm ngoái đối với người đàn ông bị kết án vì che giấu hàng loạt vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong nhà trẻ. Trong ngày 9 tháng 2, hàng ngàn người biểu tình đã tập trung tại cung điện Sandu ở Budapest, nơi đặt văn phòng tổng thống, yêu cầu bà từ chức. Trước cuộc biểu tình nhà lập pháp Hungary tại Nghị viện châu Âu Anna Jonas cho biết bà tin rằng vụ bê bối sẽ khiến tổng thống Novak không thể trở lại như trước. Còn tại thành phố Rio de Janeiro ở Brazil, lễ hội hóa trang Carnival 2024 đã chính thức bắt đầu vào tối qua giờ Việt Nam, thu hút hàng trăm ngàn du khách tham gia. Chính quyền thành phố đã trao chìa khóa lễ hội cho vua Momo, vị vua biểu tượng của lễ hội, đánh dấu sự khởi đầu của 5 ngày lễ hội. Thị trưởng Rio de Janeiro Eduardo Paes đã trao biểu tượng chìa khóa lễ hội cho vua Momo tại tòa thị chính. Vua Momo được công nhận là vua của lễ hội Carnival tại các quốc gia Mỹ Latin như Brazil và Colombia. Bộ trưởng du lịch Brazil là Senso Sabino có mặt tại lễ hội. Ông Sabino cho biết 49 triệu người trên khắp Brazil sẽ ăn mừng lễ hội, nhiều hơn 6,5% so với năm ngoái. Khoảng 200.000 du khách quốc tế dự kiến sẽ hội tụ về Rio. Người dân địa phương và khách du lịch khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ, hóa trang thành nhân vật mình yêu thích, cùng trải nghiệm không khí sôi động của vũ điệu samba. Điểm nổi bật của lễ hội năm ngày này là cuộc diễu hành của các trường dạy nhảy samba sẽ diễn ra ở quảng trường Samba Dome. Các trường sẽ trang trí những chiếc kiệu khổng lồ, may những bộ trang phục cầu kỳ để phục vụ cuộc diễu hành trước hàng triệu khán giả thế giới. Năm nay các nhà tổ chức đã phân phát thuốc chống côn trùng khi Brazil đang đối mặt với số ca sốt xuất số huyết gia tăng. Đầu tuần này chính quyền Rio đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Quý khán giả vừa theo dõi chương trình Thế giới trưa trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.